lô cổng sư Thích Ca Mâu Phật. Kỳ nguyện hôm nay tăng quyển xin hành lễ họa phiêu hương linh Huỳnh Minh Diệm pháp nhân Nguyên Thái, mất ngày 23 tháng 7 2004 tại Phú Xuyên, Hoa Kỳ, hưởng thọ 72 tuổi. Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh từ khứ lai đô thị mộng, cấp cấp niệm Phật thường liên đài. Chúng con nguyện hương linh nhất tâm bất muội, lục đục đốn không, vịnh thoát nhân gian sinh tử căng trần, đốn nhập Như Lai bảo minh không hại, Quan Âm Tạc Đăng thể chỉ vi bằng, bác đức trì trung thân tịnh, đặc bụng liên đài bàn nhầm tiêu giao, thần thế tình vật nghiệp tà trần lao, điên khai của Phật Tiêu Hoa, Phật thù nhất sinh chí kỷ, nguyện hương linh tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc bụng liên đài hiệp dược thể tôn tiền, Như Lai thân thọ kỹ hương linh xả mối, hương linh bốn tàu bốn nghiệp đều cho có thể làm sanh sinh hương linh này đều xin để tăng và đi và đi và để lại
Tang lễ tiễn đưa ông Quốc Thạch Nguyễn Minh Diễm.